Thông tin bạn trai thuê phòng gửi đến điện thoại cô không khóc không làm loạn, ở nhà chờ anh ta về để giải thích. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, cô bạn thanh mai trúc mã của anh ta đăng lên vòng bạn bè một bức ảnh hai người tựa vào nhau. Trước đây lỡ mất anh là điều tiếc nuối lớn nhất của em. Nếu còn có cơ hội, em muốn nói với anh rằng em đồng ý. Cố Niệm Trì bị cô bắt gặp đi thuê phòng với người khác. Anh ta không hề giải thích chút nào, chỉ nhắn tin cho cô, sáng mai phải dậy sớm, tối nay nghỉ ngơi sớm đi. Nhìn thấy tin nhắn này, lòng cô chua xót vô cùng. Đối với anh ta mà nói, cô rốt cuộc là gì? Ta lựa chọn bất đắc dĩ sao? Mắt cô ngấn nước, nhìn căn phòng được trang trí tỉ mỉ, chỉ thấy vô cùng nực cười. Ôn Huyền hít sâu một hơi, đè nén nỗi buồn trong lòng, nhắn lại cho anh ta, chúng ta đừng kết hôn nữa, chia tay đi. Cố Niệm Trì không phản hồi tin nhắn này, cô không biết anh ta đã thấy chưa, nhưng cũng không muốn nói thêm một lời với anh ta, vì cô sợ bẩn. Ôn Huyền cố gắng kìm nén nỗi buồn, thay bộ váy cưới đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Cố Niệm Trì năm nay 30 tuổi, là phó giáo sư đại học. Trong mắt mọi người, anh ta là đại diện của người trẻ tuổi đầy triển vọng. Nhiều người cho rằng cô là người trèo cao, chưa kết hôn đã khuyên cô phải biết điều, là một người vợ hiền thục, hiểu chuyện. Cô cũng nhớ đến những điều tốt đẹp mà anh ta đã dành cho cô, học cách làm một người vợ tốt. Nhưng một lần ngoại tình sẽ có lần thứ hai. Cô muốn một cuộc hôn nhân đẹp đẽ không tì vết, chứ không phải một cuộc sống đầy vết thương. Cô không thể chịu đựng được những chuyện như vậy. Việc kết hôn của cô ngoài bạn thân và mẹ ra, cũng không nói với bất kỳ ai. Vì vậy sau khi cô quyết tâm chia tay, gửi tin nhắn báo trước cho họ, mẹ cô vô cùng kinh ngạc, ra sức khuyên cô suy nghĩ kỹ. Đến khi cô kể sự việc này cho bà im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Được rồi, chỉ cần con suy nghĩ thấu đáo, mẹ sẽ ủng hộ con. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, cô thu xếp hành lý và chuyển đến khách sạn. Còn ngày hôm sau sẽ xảy ra chuyện gì, Ôn Huyền không thèm quan tâm. Cô ở khách sạn 2 ngày, đến khi cô nghĩ rằng vở kịch đã kết thúc, có thể dọn về nhà, Cố Niệm Trì đột nhiên tìm đến khách sạn. Khuôn mặt anh ta đầy vẻ mệt mỏi, đôi mắt đen như mực nhìn chằm chằm vào cô. Em hết giận chưa? Giọng nói khàn trầm vang lên. Cô lập tức tỉnh lại, lạnh lùng nhìn anh ta. Chuyện này liên quan gì đến anh? Ôn Huyền, đừng làm loạn nữa, dạo này anh rất mệt. Anh ta như muốn nhún nhường, hạ thấp giọng, đôi mắt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Cô cười lạnh, xoay quanh hai người phụ nữ không mệt sao cho được, liên quan gì đến tôi? Ôn Huyền lạnh lùng đáp lại, nhìn anh ta thêm một cái cũng thấy bẩn mắt. Nói xong cô định rời đi, nhưng bị anh ta nắm lấy cổ tay, lòng bàn tay ấm áp chạm vào cổ tay cô. Cô giật mình như chim sợ cành cong, vội vàng rút tay ra. Tận dữ trừng mắt nhìn anh ta, đừng chạm vào tôi. Cố Niệm Trì run lên, kinh ngạc nhìn cô. Anh ta mở miệng như muốn nói gì đó, cô không muốn nghe lời bào chữa của anh. Chúng ta đã chia tay rồi, xin anh tôn trọng một chút. Ôn Huyền, anh ta nặng giọng hơn, mang theo vài phần không vui. Ngày cưới anh không tìm thấy em, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, anh xử lý chuyện này đã rất mệt mỏi, có chuyện gì chúng ta không thể nói chuyện đàng hoàng sao? Tại sao phải làm lớn chuyện như vậy? Nói gì nữa, nói anh đi thuê phòng với người khác à? Xin lỗi, tôi không có hứng, anh thích thế nào thì làm thế đó, không liên quan gì đến tôi. Đôi mắt của Cố Niệm Trì đen như mực, khuôn mặt trầm lặng có thể nhỏ ra nước, giọng lạnh lùng, người trong lòng anh nên muốn gì cũng đều được. Đúng rồi, người trong lòng anh, tôi không xứng với người thanh chính nghiêm khiết như anh, vậy không phải là tôi rút lui đúng lúc à? Anh đi tìm người xứng đáng với anh. Đôi mắt anh ta tối sầm, như đang cố kìm nén cơn giận dữ trong lòng, giọng nặng nề vang lên, Tiểu Uyên, có chuyện gì về nhà nói tiếp, ba mẹ anh đang đợi em về ăn cơm. Nhớ đến bố mẹ anh ta, cô có chút áy náy. Bố mẹ Cố Niệm Trì khác hẳn anh ta, bác Cố hiền lành, bác gái dịu dàng, xinh đẹp, họ đối xử rất tốt với cô, chưa bao giờ bạc đãi cô, thậm chí đôi khi đối xử với cô còn tốt hơn cả Cố Niệm Trì. Xảy ra chuyện này, nghĩ đến họ cũng không dễ chịu gì. Thôi được, chuyện này cần phải nói rõ ràng, cô không phản đối anh ta. Để anh ta mang hành lý vào thang máy, cô và anh ta đến nhà bố mẹ anh ta. Chưa vào nhà đã nghe thấy tiếng nói của bác gái, còn không mau đi mua ít xoài về, Huyền Huyền thích ăn xoài. Được rồi, tôi sẽ đi ngay. Bác Cố ra đến cửa, thấy bọn họ thì dừng lại, rồi nở nụ cười hiền hòa. Về rồi ạ, vào nhà đi, bác đi mua ít hoa quả, sẽ về ngay thôi. Ôn Huyền cười gượng, những lời định nói ra lại không thốt lên được. Trước đây cô đến nhà anh ta rất thoải mái, luôn ngọt ngào gọi họ, giờ xảy ra chuyện này cô lại không thể gọi nổi. Cố Niệm Trì tìm đôi dép của cô trong tủ giày, đặt trước mặt cô. Cô mím môi thay dép rồi nói lời cảm ơn. Động tác của anh ta khựng lại, nhìn cô với ánh mắt phức tạp. Cô cố ý tránh mắt của anh ta, bước vào nhà như thường lệ. Bác gái vẫn đang bận rộn trong bếp, nghe thấy tiếng bọn họ liền vội vàng đi ra. Mọi người về rồi à, con ngồi nghỉ trên sofa một lát, sắp có cơm rồi. Bác và bác trai luôn nở nụ cười như chưa từng có chuyện trốn cưới xảy ra. Nhìn nụ cười trên mặt bác, lòng cô lại càng thêm áy náy, nhưng điều này không làm cô do dự quyết định chia tay. Cô đáp lời ngồi xuống sofa, ngại ngùng nhìn vào màn hình tivi đen ngòm. Cố Niệm Trì rót một cốc nước đặt trước mặt cô, không phải lần đầu đến đây, sao căng thẳng vậy? Cô không nhìn anh ta, đáp lại, vì đây không phải nhà của tôi. Nói rồi cô lạnh lùng bổ sung, không phải lần đầu nhưng là lần cuối cùng. Cố Niệm Trì siết chặt cốc nước, đầu ngón tay trắng bệch, môi mím chặt thành một đường thẳng, như đang cố kiềm chế điều gì đó. Lúc này cửa vang lên tiếng chuông, Cố Niệm Trì đứng dậy mở cửa. Cô bạn thanh mai trúc mã Tô Hoan vui vẻ nói từ ngoài vào, a Trì, nhà anh nấu gì mà thơm vậy? Cùng với lời nói, cô ta quen thuộc thay giày bước vào, thấy cô thì ngớ ra, khó khăn nở nụ cười, chị Huyền Huyền cũng ở đây à? Ánh mắt lạnh lùng của cô lướt qua cô ta, chạm vào đôi dép bông của cô ta. Ánh mắt cô dừng lại một chút, đôi dép có gấu nhỏ màu hồng đáng yêu của cô ta trùng hợp với đôi dép màu xanh hình gấu, không phù hợp với thân phận của Cố Niệm Trì. Ôn Huyền tự giễu cười, vứt hết mọi lời muốn nói. Chẳng bao lâu đã đến giờ ăn, bác gái vẫn ân cần quan tâm cô như mọi khi, sợ cô không thoải mái còn bảo Cố Niệm Trì bóc vỏ tôm hùm giúp cô. Cố Niệm Trì nghe vậy thì cau mày, rõ ràng tỏ ra phản đối,
anh ta chưa bao giờ ăn những thứ có vỏ này, một là vì phiền phức, hai là vì thật sự không thích. Trước đây cũng diễn ra cảnh tương tự, lúc đó anh ta đầy vẻ khó hiểu hỏi, trong đó có nhiều ký sinh trùng như vậy, tại sao em lại ăn? Lúc đó cô vốn đã ngại ngùng, nghe vậy lập tức không có tâm trạng muốn ăn tôm nữa, chỉ có thể nói dối rằng không cần đâu, em không thích ăn tôm hùm. Đến bây giờ anh ta vẫn không thay đổi suy nghĩ, nhìn tôm hùm trên bàn đầy chán ghét, cô tự giễu cười, đeo găng tay dùng một lần vào. Không cần đâu bác gái à, cháu có thể tự bóc vỏ. Nụ cười trên mặt bác gái dần tắt, không vui nhìn anh ta một cái, chỉ mỉm cười bảo cô ăn nhiều vào. Tô Hoan cắn chặt môi, ánh mắt lén lút nhìn tôm hùm. Chị Huyền Huyền, chị bóc vỏ giỏi thật đấy, em cũng thích ăn tôm hùm nhưng không biết bóc. Nghe vậy cô thản nhiên nhìn tôm đã lột vỏ trong tay, bình tĩnh bỏ vào miệng. Vậy à, trên mạng có hướng dẫn, em có thể xem thử. Tô Hoan khó xử cười một tiếng, Cố Niệm Trì không đồng tình nhìn cô, anh chậm rãi đeo găng tay dùng một lần, cầm tôm hùm bóc vỏ, còn không quên nhẹ nhàng chỉ cô ta cách bóc. Nhìn cảnh trước mắt, cô đột nhiên muốn cười, nếu không phải vì bố mẹ anh ta vẫn ở đây, cô không biết mình sẽ nói bao nhiêu lời khó nghe. Mặt bác gái biến sắc, nặng nề ho khan vài tiếng, con đừng có thiên vị, cũng quan tâm chăm sóc Huyền Huyền một chút đi. Cố Niệm Trì liếc cô một cái, miễn cưỡng bóc một con tôm khá nguyên vẹn cho cô, nhưng cô không còn bụng dạ nào ăn nữa. Từ lúc đó, cô không ăn thêm con tôm nào, con tôm mà anh ta bỏ vào bát, Ôn Huyền cũng không đụng tới. Ăn xong, bát cô chỉ còn lại con tôm đó. Rất nổi bật, cô làm như không thấy, cười nhạt, cảm ơn bác trai bác gái đã tiếp đãi, nhưng có một số chuyện cháu cần phải nói rõ, cháu và Cố Niệm Trì đã chia tay rồi, rất xin lỗi hai bác, cháu đã phụ lòng hai bác. Hai bác sững sờ, Cố Niệm Trì nắm chặt tay thành quyền, lặng lẽ nhìn cô. Ngược lại, Tô Hoan đỏ hoe mắt, yếu ớt rồi, chị Huyền Huyền, anh chỉ đối xử tốt với chị như vậy, tại sao chị phải chia tay, không thể không chia tay sao? Nhìn bộ dạng giả vờ của cô ta, cơm vừa ăn xong suýt không nhịn được nôn ra, sắc mặt cô trở nên vô cùng khó coi. Cô cười tự giễu, hỏi ngược lại, nguyên nhân gì chẳng lẽ cô không rõ à? Ôn Huyền, Cố Niệm Trì cắt ngang lời cô, sắc mặt anh ta âm trầm, đầy vẻ không vui. Anh đã nói rồi, anh chỉ coi Hoan Hoan là em gái. Em đừng làm loạn nữa. Tô Hoan biến sắc, cười không nổi. Cô bình thản quay đầu nhìn anh ta, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Cô chậm rãi đứng dậy, nói với hai bác đang khó hiểu, cảm ơn hai bác đã tiếp đãi cháu. Lần sau có dịp cháu sẽ mời hai bác ăn cơm. Cháu đột nhiên nhớ ra mình còn việc cần giải quyết, cháu đi trước. Bác gái là người hiểu chuyện, nhìn ra không khí không ổn, bà luyến tiếc đứng dậy, cũng được, bác đã làm ít bánh xoài, cháu mang về nhà ăn đi. Bà sợ cô không lấy, vội vàng vào bếp gói cho cô. Rời khỏi nhà Cố Niệm Trì, Ôn Huyền kéo vali gọi xe về nhà. Hai ngày không về, hành lang sạch sẽ, không còn dấu vết của việc chuẩn bị cưới. Căn nhà cô thuê cách nhà Cố Niệm Trì không xa, anh ta từng bảo cô chuyển đến nhà anh ta ở, cô không nỡ bỏ căn nhà đã trả tiền theo năm nên chưa đồng ý. Giờ nghĩ lại mới nhận ra đó là một trong số ít quyết định đúng đắn của cô. Bạn thân Tô Viên Viên biết cô đã về, vội vàng dẫn con tới tìm. Huyền Huyền, có chuyện này tớ rất tò mò, sao cậu biết anh ta thuê phòng với người khác? Cô cầm đồ chơi đùa với bé con, nghe vậy nụ cười tắt dần. Tớ từng dùng điện thoại của anh ta đặt khách sạn, điền số của tớ, lần đó quên đổi lại, chính lần bất cẩn đó đã kéo tớ ra khỏi giấc mơ đẹp. Thật không ngờ, nhìn anh ta mặt người dạ thú, làm chuyện lại không bằng heo chó. May mà cậu phát hiện chuyện này trước khi cưới, chứ nếu cưới rồi mới biết, chắc chắn ghê tởm như ăn phải phân. Tô Viên Viên trước giờ luôn thẳng thắn, mắng người không nể mặt, tâm trạng ảm đạm của cô cũng nhờ lời khuyên của bạn mà được xoa dịu không ít. Không sao, trên đời thiếu gì đàn ông, người này không được thì tìm người khác, điều kiện của cậu cũng không tệ, không sợ không tìm được người phù hợp. Cô cười rạng rỡ, đồng ý với câu này, cô cũng không tệ, không cần vì người không liên quan mà tự làm khổ mình. Điều chỉnh tâm trạng xong, cô quay lại công ty làm việc. Đồng nghiệp biết cô vừa kết hôn, thấy cô đi làm liền liên tục chúc mừng, nhìn nụ cười vui vẻ của họ vì cô, lòng cô ấm áp, sau niềm vui là nỗi buồn. Ai ngờ được chứ, kẹo cưới mà cô cho họ còn chưa ăn hết, cô đã trở lại trạng thái độc thân. Huyền Huyền, cậu không định mang thai chứ? Mọi người đều biết vị trí quản lý lần này không ai khác ngoài cậu, nếu bây giờ chọn gia đình được không bù mất. Đồng nghiệp bên cạnh tranh thủ giờ nghỉ trưa di chuyển cái ghế ngồi cạnh cô, nói nhỏ, trước đây cô cũng từng lo lắng như vậy, không nỡ bỏ qua cơ hội thăng chức, cũng không nỡ bỏ gia đình vừa mới lập, nhưng bây giờ nỗi lo đã được giải quyết, cậu đừng lo, mấy năm tới tớ không có ý định đó đâu. Chồng cậu không nói gì sao? Ôn Huyền cười nhạt, không ai có quyền can thiệp vào chuyện của tớ. Đồng nghiệp ngẩn ra, giơ ngón cái khen ngợi, cậu thật tỉnh táo, nhưng nói cũng đúng, cuộc đời là của mình, ai cũng không có quyền chỉ trỏ. Lòng cô trào dâng xúc động, nếu cô thật sự tỉnh táo, cô đã không đi đến mức này rồi. Sau đó cô tập trung hết vào công việc, cố ý tránh mặt Cố Niệm Trì, mới phát hiện thật ra muốn tránh một người lại dễ dàng biết bao. Liên tiếp 5 ngày cô không gặp Cố Niệm Trì, cứ tưởng anh ta đã từ bỏ ý định, ai ngờ anh ta lại đến tìm cô. Cô xách đồ vừa mua về, bước ra thang máy đã thấy anh ta đứng trước cửa. Cố Niệm Trì cầm bó hoa hồng đỏ, âu phục chỉnh tề, dáng vẻ xuất sắc, muốn xem nhẹ cũng khó. Cô lạnh lùng bước tới cửa, muốn mở cửa. Huyền Huyền, chúng ta nói chuyện đi, giữa chúng ta còn gì để nói? Ôn Huyền nhạt nhẽo liếc anh ta, tránh ra, tôi muốn về nhà, chuyện lần trước là anh sai, anh đến để xin lỗi. Cô ngừng lại 2 giây, không ngờ anh ta nhận ra lỗi, trước đây mỗi lần cãi nhau anh ta đều không nhận ra lỗi, cứ khăng khăng cho rằng mình đúng, ngược lại nghĩ cô vô lý cố tình gây sự. Anh ta để cô giận vì tin rằng khi cô hết giận chuyện này sẽ qua ngay thôi. Có lẽ lần này anh ta đến vì nhận ra quyết tâm chia tay của cô. Cô đứng yên không mở cửa, nhìn thẳng vào anh ta. Cố Niệm Trì, không cần xin lỗi, chúng ta đã chia tay. Huyền Huyền, chúng ta bắt đầu lại nhé, chúng ta bắt đầu lại nhé. Ba mẹ anh rất thích em. Igit parito, kahit na matagumpay ang operasyon, ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay makakaupo lamang sa wheelchair. Chúng ta bắt đầu lại nhé, chúng ta bắt đầu lại nhé.
Trong khi đó, chúng ta bắt đầu lại nhé. Chúng ta bắt đầu lại nhé. Nabalitaan na 20,000 ang bayad sa operasyon, agad na sumuko ang madrasta. Chúng ta bắt đầu lại nhé. Higit pa rito, kahit na matagumpay ang operasyon, ang natitirang bahagi ng iyong buhay ay makakaupo lamang sa wheelchair. Sau đó, hai người nhanh chóng, ngay lập tức thông báo cho tổng giám đốc. Hanggang sa malapit na siyang mamatay ay napagtanto niya kung gaano siya kaitang ang mali. Pagkatapos ay brutal na tinanggal ang oxygen mask ng kanyang asawa. Hanggang sa malapit na siyang mamatay ay napagtanto niya kung gaano siya kaitang ang mali. Nhưng không ngờ họ đã lướt qua nhau khi người phụ nữ ra ngoài mua đồ. Ang tanging tao na hindi siya ligtas sa ngayon ay ang kanyang anak na babae. Hindi ako pwedeng mamatay. Nhưng không ngờ họ đã lướt qua nhau khi người phụ nữ ra ngoài mua đồ. Hindi ako pwedeng mamatay. Ang tanging tao na hindi siya ligtas sa ngayon ay ang kanyang anak na babae. Nhưng anh ta không thể nhớ được đó là ai. Ang tanging tao na hindi siya ligtas sa ngayon ay ang kanyang anak na babae. Ang tanging tao na hindi siya ligtas sa ngayon ay ang kanyang anak na babae. Nagdarasal ako sa taong hindi ako maaaring mamatay. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi ako pwedeng mamatay. Nhưng anh ta không thể nhớ được đó là ai. Nagdarasal ako sa taong hindi ako maaaring mamatay. Nhưng anh ta không thể nhớ được đó là ai. Hindi ko maiiwan ang aking anak na babae. Nagdarasal ako sa taong hindi ako maaaring mamatay. Nagdarasal ako sa taong hindi ako maaaring mamatay.